Xin chào cả nhà đã quay trở lại với cuộc thi bán pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đêm nay 15 tháng 6 2024 sẽ diễn ra cuộc so tài giữa hai đội Mỹ và Italia. Như thường lệ, vị trí mình đang đứng là phía bờ sông đường Trần Hưng Đạo. Bây giờ là 18:30. Theo quan sát của mình, đêm thi thứ hai này so với đêm hôm trước á thì lượng khách đổ về đông hơn. Trong khi chờ đợi cuộc thi bắn pháo hoa diễn ra thì mình xin mời cả nhà dạo một vòng ngắm cảnh sông Hàn về đêm cùng với mình nhé. Cũng tới giờ diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa của hai đội rồi đấy cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối thư giãn bên gia đình của mình nhé. Nếu cả nhà yêu thương mình thì hãy cho mình một like, một share và một đăng ký kênh với nhé. Thank you.
bùng lúa rồi.